Đấy, cái này quảng cáo hoành tráng lắm anh em. Vâng, rửa được gọi là rất là nhiều vết bẩn từ bồn cầu hay là lavabo các thứ. Đấy, mà lại rẻ nữa. Như vậy là shop có tặng kèm cho chúng ta đấy, hai cái bông lau, bông với cả mặt giáp, hai cái đầu. Cái này là kiểu nắp anh em ạ. Ta sẽ gắn đầu vào. Cái này tẩy canxi trên vạch kính này. Đây, Faster thì một loại là tẩy sạch bề mặt sứ đấy, như là nhà tắm này, chậu rửa mặt. Phạm vi ứng dụng, hướng dẫn sử dụng, thành phần, chú ý. Đây, về cái cảnh báo anh em xem nhé. Ở đây thì cái này thì là tẩy canxi bám trên vách kính đấy, tẩy vách ngăn đấy, cũng phạm vi đây. Đó, hai lọ này giá rẻ, mình mua về quất về thử xem có rẻ, xem có hiệu quả không. Đây, những cái cảnh báo này xem có như lời đồn không. Ok, như anh em thấy đây là cái vách kính phòng tắm nhà mình, dùng một thời gian nước và bắn vào rất là nhiều vết bẩn. Và cái chậu rửa mặt cũng thế thôi, chậu rửa mặt vừa đen vừa bẩn đấy, nước nó ăn cả vách kính, cả những cái đồ kim loại. Rồi đầu tiên mình sẽ test với những cái đồ vật sứ với cả kính nhá. Anh em sẽ tháo ra và lắp cái đầu vào đơn giản thôi, nó như là một cái chai xịt. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu xịt lên những cái chỗ vết cần làm sạch, xịt và sau đấy lau. Anh em lưu ý là đeo găng tay dài nhá, tại vì cái này thấy chỉ định là có những cái thành phần không tốt cho da. Ở đây mình thấy có một cái lỗi là không xịt được, thế là mình tháo ra đổ luôn cho nó nhanh. Đấy, anh em thấy chưa, hiệu quả ra phết luôn. Vết đen ở trên thành lavabo, chậu rửa mặt này, biến mất luôn này. Chỉ sau vài đường lau thôi, sạch sẽ luôn. Những cái kẽ thì anh em dùng bàn chải nhé, khá là hiệu quả. Lau sạch sẽ xong thì chúng ta lau qua nước là ok, anh em thấy ổn không? Ngon lành luôn. Ok, bây giờ chúng ta test trên kính xem như nào. Cái này củ chuối thật, không xịt được, không hiểu tại sao anh em ạ. Đổ luôn ra cái bông lau để lau nhé. Cái mùi này mình thấy nó cũng hơi hắc, nên tốt nhất là anh em nên đeo khẩu trang và bịt mũi vào và lau. Rồi bây giờ xịt nước lên thử xem có hiệu quả không. Đấy, anh em nhìn qua cũng biết, lúc đầu thì mờ và bây giờ khá là rõ đúng không? Và anh em có thể so sánh với những cái chỗ ở trên mình chưa lau rồi. Chỗ trên mình chưa lau và chỗ giữa và chỗ dưới thì mình lau rồi, khá là ổn. Vẫn còn những vết cặn nhá. Cái này thì chúng ta phải lau kỹ càng hơn. Anh em có thể so sánh này, cái cánh cửa mình chưa lau này, cặn rõ luôn. Và lau rồi thì hầu như là rất ít cặn. Rồi bây giờ tăng độ khó cho game đi. Chúng ta sẽ lau thử ở chỗ ở bồn rửa bát. Bồn rửa bát thì mình cũng khá là bẩn. Sau một thời gian thì có như này thôi nha, là nào cũng vậy. Mà những cái vết này cũng bình thường, nên em lau thì cũng không tẩy sạch hết được đâu. Chúng ta phải dùng những cái dung dịch đặc biệt thôi. Sau khi lau xong thì mình thấy nó cũng giảm được một chút anh em. Cái này lau hơi mỏi tay, phải lau nhiều, chà nhiều thì mới sạch được anh em. Nhưng mà lau một vài lần thì cũng thấy hơi sạch rồi. Nói chung là cũng có độ hiệu quả nhá, nhưng mà mỏi tay anh em. Tổng kết lại thì sản phẩm này mình thấy đúng nghĩa là ngon bổ rẻ luôn, giá thì cực kỳ hợp lý.